Chào Philip. Chào cô. Hôm nay bạn Philip đã làm bức tranh gì đó? Bức tranh lá. Lá cây. Rồi, cô đã làm những loại lá nào? Con chỉ cho cô xem nào. Không biết. Không biết hả? Lá, con làm lá bé bé. Lá bé bé nhỏ nhất là lá gì đó? Không biết. Giống lá bạc hà không? Giống. Đứa con biết đâu là lá mít nè. Lá này lá mít. Không phải, lá mít. Không, không, không. Cái này không phải bên kia kìa, xanh dưới nó bị lá này. Đó gọi là lá mít nha. Lá mít màu mít. Lá nho ở đâu ta? Lá nho to nhất nè. Đây. Đúng rồi. Và con sử dụng như thế nào? Con sử dụng những chiếc lá này như thế nào nè? Con làm thành bức tranh gì đó? Bức tranh nhỏ. Đâu, con chỉ vào hình lá đi. Đây. It's ball man. Không. Con in dấu vân lá đâu nào? Ở đây. Con in những màu gì đó? Những màu con thích. Những màu con thích là màu gì? Xanh dưới, biển, ngoài xanh và khà. Con thấy còn có màu đỏ nữa kìa. Con làm chiếc lá gì có ba màu luôn á. Con không biết. Con quên rồi hả? Là mía. Hôm nay con thấy là bài học này vui không? Rất vui. Con đếm xem nè. Con đã sưu tập được bao nhiêu chiếc lá? 10. Ủa, 10 hả? Đếm lại xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái này gọi là đếm ẩu. Rồi. 10. 10, được 10 hình lá luôn. Cô cái thích là đếm ẩu. Đây. Một chiếc lá nữa, lá hoa gì đó. Lá hoa gì có răng cưa? Không biết. Lá hoa hồng. Hoa hồng rất đẹp. Rồi, vậy là con cho nó này này. Vậy thì con có bao nhiêu chiếc lá ở đây? 10. Không, đếm lại nè. 1 2 3 4 10 5 5 và 6. Wow, chúc mừng Philip nha. Rồi, bye bye Philip. Rồi lại rắn này lại nữa. Bye bye đi nè. Bye.